Vâng, xin chào tất cả quý anh chị khách hàng của Ba Tư Văn Vua Gầm Cao. Và hôm nay mới về một cái mẫu sản phẩm được gọi là mẫu sản phẩm quốc dân đến từ thương hiệu Toyota. Và anh chị có thể nhận thấy được rằng đây chính là một mẫu xe gầm cao 7 chỗ ngồi mà thương hiệu Toyota máy dầu được khách hàng săn đón rất nhiều thời gian hiện nay. Thì với những chiếc xe mà đến từ thương hiệu Toyota thì bao giờ cũng là những chiếc xe bền lành, tiết kiệm, sửa chữa thay thế rất là dễ dàng và cực kỳ là rẻ. Anh chị nhìn thấy được đây chính là một mẫu Toyota Fortuner đời 2017 form mới này anh chị này. Xe đã được bác chủ độ nên đèn bi gầm. Nói chung đây là một chiếc xe mà có cái form dáng nó cực kỳ đẹp luôn. Và thực sự mẫu Fortuner thì khi mà em về bất cứ một chiếc xe nào thì đều được khách hàng rất là ưa chuộng và cực kỳ là săn đón. Và với tất cả những chiếc xe bên em mà về thì đều là những chiếc xe mà được tuyển chọn và cam kết với khách hàng đó là máy số nguyên zin, thân vỏ không đâm đụng tai nạn, không ngập nước, không tỉ kích anh chị nhé. Anh chị có thể nhìn thấy được cho em, phải nói rằng đây là một chiếc xe mà nó có cái thiết kế thực sự là nổi bật. Và thực sự là nổi bật về cái form dáng. Có thể Toyota option của nó không có nhiều, nhưng đổi lại thì với Toyota đó là sự bền lành và hỏng hóc thì thay thế rất là dễ dàng các bác nhé. Và với Fortuner cái form đời 2017 này thì nó đã thanh thoát hơn rất là nhiều. Và đây là một cái form mà được đánh giá là đẹp nhất trong tất cả các form dáng mà dòng Toyota mang lại được cho người sử dụng. Với việc Toyota Fortuner thì nó là một cái mẫu xe gầm cao 7 chỗ ngồi mang khối động cơ 2.5 phun dầu, hộp số sàn, 5 hộp số sàn các bác nhé. Đây các bác nhìn này, đây thiết kế của xe phải nói rằng rất là đẹp luôn. Với việc đó là chiếc xe được trang bị đèn full LED ở phía đằng sau. Và tất cả đài tổng thể chiếc xe anh chị nhìn, phải nói rằng đây chiếc xe mà anh chị sẽ hài lòng khi mà anh chị đang tìm sản phẩm này. Với Toyota thì nó có thể không nhiều công nghệ các bác nhé, nhưng đổi lại thì nó là bền lành. Bộ ghế da đỏ đen rất đẹp này, còn rất mới này, bác chủ đã bọc thêm này. Bản thân của chiếc xe này thì nó là ghế da nỉ, nhưng mà các bác chủ này đã độ thêm ghế da rồi. Và đây là một chiếc xe đời 2017 các bác nhé. Và đây là sản xuất tại Việt Nam. Chiếc xe này thì nó là hộp số sàn 5 cấp. Đấy, hộp số sàn lên đến 6 cấp các bác nhé. Đấy, đã lên màn hình Android rồi. Màn hình Android đầy đủ rồi các bác ạ. Táp ni táp lô của xe rộng rãi, tầm quan sát tốt các bác nhé. Và đặc biệt thì vô lăng của số của xe thì rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn cái vô lăng này, những cái khóe vô lăng ở phần góc trái và phần góc phải là rất đẹp. Và ngay cả phím còi cũng thế, còn rất đẹp luôn các bác nhìn này. Đấy, nhìn cái vô lăng này thôi các bác cũng sẽ biết được cái chất xe nó như thế nào đúng không ạ. Xe lăn bánh ở thời điểm này là gần 10 vạn các bác nhé. Đấy, gần 10 vạn này các bác này. Gần 10 vạn. Đây em đóng cửa vào để cho nó hiện cái km lên cho các bác xem. Đây các bác nhìn này, 9 vạn 3 này các bác này. Đấy, tất cả mọi thứ là còn rất là đẹp. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Các bác nhìn đây, lên được quả màn hình Android rồi. Các bác về không cần phải lo lắng gì cả. Có chế độ Eco. Đấy, có chế độ Eco tiết kiệm nhiên liệu. Mặc dù là với Toyota thì khối động cơ 2.5 phun dầu ấy thì nó rất là tiết kiệm rồi. Cho nên là anh chị về đi là hoàn toàn là yên tâm này. Đây các bác nhìn này, tổng thể của chiếc xe của em đây. Và các bác nhìn đây, lớp nhựa da cao cấp này, nhìn chung rất ok. Chứ là với cái dòng xe phổ thông như thế này thì với cái chất lượng xe như thế này thì các bác có thể thấy được rằng là sẽ là yên tâm sử dụng đúng không ạ. Với Toyota thì nó bền lành và đó được mệnh danh là một cái dòng xe quốc dân các bác nhé. Dòng xe quốc dân với cái tầm tiền của chiếc Toyota Fortuner 2017 mà em đang chào bán tại bên công ty đó là 720 triệu đồng. 720 triệu đồng cho anh chị nhé. Đây các bác cứ nhìn cái vô lăng này, biết được chất xe nó đẹp như thế nào đúng không ạ. Đây. Rồi sau đó là nội thất hàng ghế thứ hai đây các bác này. Đấy. Một bộ ghế đỏ đen rất là đẹp luôn. Đấy, bộ ghế đỏ đen rất là đẹp luôn. Và với Fortuner thì được nhiều khách hàng ưa chuộng để có thể chở khách, có thể là đi du lịch đúng không ạ. Đây. Đấy các bác có thể nhìn thấy được rằng đây là một trong những cái form dáng mà được người sử dụng ưa chuộng rất là nhiều luôn. Đây các bác nhìn táp ni táp lô phía đằng sau này.
Đấy, xe rất tươi và rất đẹp. Với những chiếc xe mà bên em tuyển chọn thì đều cam kết với khách hàng đó là keo chỉ máy số zin anh chị nhé. Xe không tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích các bạn. Với động cơ 2.5 phun dầu thì mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe này, nếu như các bác đi đường ngoài đô thị thì nó là 6.2 lít. Còn nếu mà các bác đi trong đô thị nó sẽ là 7.1 lít các bác nhé. Thì đây là mức tiêu nhiên liệu nó quá là ít luôn. Với cái việc đó là máy dầu bây giờ là trong những cái chiếc xe máy dầu là cái khối đang được có rẻ hơn rất nhiều so với máy xăng các bác nhé. Đấy, phải nói là cái form dáng của Fortuner phải nói là thật đẹp luôn. Gầm cao này các bác này. Đấy, cái khoảng sáng gầm rất cao. Na răng thì 17 inch nhưng đổi lại thì cái giàn lốp rất là to. Đấy, bám đường. Mặc dù Fortuner được mệnh danh là những ông thánh lật, nhưng mà thực ra thì lật hay không đó là do người sử dụng đúng không ạ? Các bác cứ đi cẩn thận, đừng phanh gấp thì làm sao mà lật được. Còn lại các bác đi không giữ gìn thì xe nào chả lật đúng không ạ? Đây các bác nhìn đây. Hàng ghế thứ ba là Fortuner được thiết kế treo này các bác này. Được thiết kế treo. Nếu như các bác đi đủ người thì các bác hạ xuống, còn đi không đi đủ người các bác treo lên để đồ. Và toàn bộ phần trần của chiếc xe này là bác chủ cũng đã độ trần 5D, trần 6D rồi. Thì với những cái việc đó là cái tôn vỏ của dòng phía bên trên nó rất là nóng. Cái việc độ trần này thì nó sẽ giữ nhiệt cho các bác và nó sẽ giữ điều hòa cho các bác nhé, bác nhé. Nên là việc độ trần này có bác thích, có bác không thích thì cái việc xe chủ cũ đã độ rồi thì bên em cũng để nguyên như thế cho các bác. Ngoài việc đó là các bác thấy được rằng là người ta độ cả cái body kit ở phía đằng sau nhìn rất là yêu. Em rất thích cái cặp đèn này các bác nhé. Đấy, cái cặp đèn thiết kế của Toyota nhìn nó rất là bắt mắt luôn. Rất bắt mắt, nhìn nó rất là yêu các bạn. Nhìn rất yêu luôn, bậc bệ lên xuống đầy đủ các bác này. Rồi, về khoang nội thất thì rất là sạch sẽ và nhìn rất là tươi mới các bác nhé. Thì với những chiếc xe Fortuner thì nó phải là những chiếc xe mà nó đẹp. Đấy, đẹp và những chiếc xe mà có độ zin thì bên em mới tuyển chọn về phục vụ cho quý khách hàng. Đây các bác nhìn đây. Đấy, khoang hành khách, khoang nội thất của Fortuner phải nói là rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời luôn. Với tầm giá của Fortuner trước kia các bác lăn bánh phải là hơn 1 tỷ. Nhưng bây giờ thì cái mức giá của chiếc xe này em bán bây giờ chỉ còn có 720 triệu đồng thôi. Bác nào mà muốn tìm thêm thông tin hình ảnh chi tiết thì liên hệ kết bạn Zalo với em Công theo số hotline đó là 0964 834 834 các bác nhé. Đây thì bây giờ xin mời các bác tới cái khối động cơ của chiếc xe này. Khối động cơ của chiếc Fortuner. Đấy, nó là cái trái tim của chiếc xe các bác nhé. Đây các bác nhìn đấy cho em này. Khung rằng ở phía bên trên là zin tuyệt đối luôn. Không có một tì vết gì các bác nhé. Máy nổ êm do luôn và zin tuyệt đối này các bác này. Đây các bác nhìn những cái đường ống nước này là nó chưa từng có chiều vặn mở nào các bác nhé. Đấy, ngay cả từ những cái két nước nó vẫn nguyên ký hiệu Toyota nhà máy này. Và phải nói đây là chiếc xe mà nó sẽ đảm bảo được tất cả các tiêu chí. Dù các bác có khách hàng có tính đến mấy chăng nữa, các bác đến đây xem chiếc xe này các bác cũng không thể chê được đúng không ạ? Đấy, quan trọng là một chiếc xe cũ nhưng nó phải là một chiếc xe zin. Nó phải là một chiếc xe mà đảm bảo được tất cả các yếu tố và bảo hành cho các bác. Đấy, các bác ngắm lại một lần nữa về form dáng của chiếc xe này. Màu bạc cũng là một cái màu rất là đẹp khi mà gắn vào trên cái chiếc Santa Fe này. Đấy, các bác thấy được rằng với cái việc đó là Santa Fe 2017 bản phun dầu, động cơ 2.5, form dáng xe đẹp và giá tiền đó là công khai cho tất cả các bác, đó là 720 triệu đồng dành cho một chiếc xe đẹp, xe nét các bác nhé. Nếu bác nào mà thực sự có nhu cầu thì mời các bác tới phần gầm để các bác có thể quan sát kỹ hơn về chiếc xe này. Trân trọng cảm ơn các bác. Vâng, đây các bác này, bất kỳ một cái chiếc xe nào dù to dù nhỏ thì bên em đều có, khi mà đưa về đều nâng cầu lên để kiểm tra về các hạng mục an toàn của phần gầm. Và khi anh chị mua những chiếc xe mà đã được quay phần gầm thì anh chị cảm thấy nó khá là yên tâm. Chính vì thế cho nên là khách hàng tại sao chốt được đơn online. Với những chiếc ô tô có giá trị như thế này vẫn chốt được online, bởi vì anh chị đã được theo dõi khá là kỹ những cái chi tiết mà bên em đưa ra cho anh chị. Đây, đầu tiên anh chị nhìn những hệ thống càng đỡ này, càng giá đỡ của xe này, các bác nhìn này. Đấy, nó quá là ok luôn đúng không ạ? Đây, nó quá ok luôn. Các bác nhìn này, phần mặt sàn của xe này. Và nâng cầu lên thì các bác sẽ nhìn được cái phần sắt xi phía đằng sau. Đây, sắt xi phía đằng sau các bác nhé. Đây, toàn bộ sắt xi này, nó còn ngon như thế này đây các bác này. Đấy, nếu như một chiếc xe mà đâm xô tai nạn thì những cái phần này nó sẽ bị co rúm lại
và những cái đầu sắt xi và những cái phanh thanh kéo này nó sẽ không còn nguyên vẹn như thế này đâu các bác nhé. Đấy, việc nâng cầu lên thì là ta sẽ kiểm tra cơ bản là được như thế. Và thứ hai nữa đó là ta xem những cái phần mặt sàn, đây những ống bô ống xả, rồi những cái phần mặt sàn nó bị mối mọt gì không. Đây các bác nhìn này, đây những cái tấm lót này nó vẫn còn nguyên bản. Đây là tấm nhựa để bảo vệ cái phần mặt sàn và những cái phần ba bô lê, rồi phần sắt xi nó không hề có mối mọt gì các bác nhé. Đấy, đây là hai phần sắt xi phía trước và phía sau. Đây các bác nhìn thấy là rất ok. Còn đây là phần côn số của chiếc xe này. Đây, hệ thống côn số của chiếc xe. Đấy, chiếc xe này thì các bác nhìn thấy được là hệ thống côn số của nó là còn nguyên zin các bác nhé. Đây, số má còn nguyên zin hết mọi thứ luôn. Đấy, tất cả hệ thống, ngay cả đáy tắc te của chiếc máy ấy, của chiếc xe này đây này. Đây là đáy tắc te các bác nhé. Đây, đáy tắc te của nguyên keo nhà sản xuất này. Toyota thì nó là cái khối động cơ vô cùng bền bỉ luôn. Và Fortuner tại sao nó được lý giải là những chiếc xe quốc dân nó là như thế này. Đấy thì phần mặt, phần đáy nó là cái phần mà bám với mặt đường, nó chịu tác động bởi đất đá bụi bặm kéo lên thì không tránh được cái phần bẩn đúng không ạ. Thương lái của xe này không có dầu mỡ gì các bác nhé. Thương lái này, hệ thống càng ngang này các bác này, hệ thống càng ngang hai bên này còn nguyên bản này các bác này, củ phanh này, đấy các bác nhìn này, đấy rồi từ những cái lưỡi ba mô lê phía bên trên này nó còn đẹp, nó còn zin đúng không ạ. Vậy thì với cái chiếc xe này thì cam kết với anh chị đó là máy số zin, không có sập gầm, không có tai nạn, không có đâm đụng các bác nhé. Đấy, phần sắt xi phía trước phía sau đều in nguyên bản luôn cho các bác này. Sắt xi phía trước này các bác này, hai đầu sắt xi phía trước là nguyên bản luôn. Vậy thì với chiếc Fortuner 2017 máy dầu số sàn này thì bên em đang chào bán với mức giá cũng cực kỳ hợp lý thôi. Anh chị xem kỹ video rồi thì muốn chốt chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp Zalo hoặc điện thoại với em Công theo số hotline của này nhé anh chị nhé. Trân trọng cảm ơn anh chị và xin chào tạm biệt tất cả anh chị.